Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Dynerea, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ ấn vào nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong tờ chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Golden Peak. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo ông Tan vào nút join group và để cho group Telegram channel như đầu tiên. Mở Twitter, cái gì cũng ăn. Mở Telegram channel, chúng ta join Telegram channel và mở cái Twitter. Tiếp theo, chúng ta follow Twitter, copy username của Golden Peak. Này, chọn Clotis. Cái username là Nutis. Trên group Stan, chúng ta tìm đến bài đăng về dự án này. Này, Retweet và Profile. Chúng ta nút đăng ký đi. Đây nó hỏi là radio, tức là cái đài, mình sẽ chọn một cái đài nhé. Điền email. Ở đây chỉ VPS20, các bạn dùng VPS ở trên chất Codex hoặc Metamask, chúng ta copy vào địa chỉ VPS, sau đó quay trở lại các bạn tiếp vào. Tister link, chúng ta copy phần profile. Và paste profiling phía dưới đây. Từ tiết link, chúng ta chọn tiết FNI, chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. Paste đây. Chọn Ever Joy. Chọn Ever Joy. Do một trong ba group ở đây, mình đã do group thứ ba này nhé. Chúng ta chọn Don là xong. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Golden Peak. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và xin chào các bạn trong video tiếp theo.